À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chơi câu hỏi trong sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 32, luyện tập trung trang 110, 111, 112, 113. Ở các bài học hôm trước chúng ta đã cùng nhau đi học về hai đường thẳng vuông góc này, hai đường thẳng song song, hình bình hành và hình thoi là đúng không nhỉ? Đến bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn lại tất cả những kiến thức mà chúng ta đã được học và để làm được các bài tập trong bài số 32 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nhắc lại các kiến thức có trong các bài trước nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập trang 110, 111, bài số 1, chọn câu trả lời đúng. Việt có 4 miếng dán như sau. Ở đây Việt có tổng cộng là 4 miếng dán, bao gồm có hình tròn, hình tứ giác, hình tam giác và hình vuông. Như vậy, người ta cho con biết là Việt dán hình bình hành sau khi dán hình vuông và trước khi dán hình tam giác. Hỏi hình nào dưới đây là sản phẩm của Việt? Vậy, để trả lời xem đâu là sản phẩm của Việt thì chúng ta sẽ phải đi nhận diện được các hình ở đây. Ở đây có 4 hình là hình tròn, hình bình hành, hình tam giác và hình vuông. Như vậy, Việt dán hình bình hành sau khi dán hình vuông và trước khi dán hình tam giác. Vậy có nghĩa là ba hình đó được dán theo thứ tự từ trước đến sau. Đó là hình vuông này, rồi tới hình bình hành và hình tam giác. Đúng không nhỉ? Tiếp theo này, hình dán trước sẽ là hình ở bên dưới hình vẽ. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau quan sát nhé. Với phương án A, ta thấy rằng hình bình hành được dán trước hình vuông. Đúng không nhỉ? Như vậy ta sẽ loại đáp án A. Tiếp theo là đáp án B. Ta thấy rằng hình bình hành được dán trước hình vuông, như vậy ta cũng loại phương án B. Phương án C, ta thấy rằng hình bình hành được dán sau hình tam giác, như vậy ta cũng loại đáp án C. Và đáp án D là đáp án phù hợp với mô tả mà chúng ta đã cùng nhau quan sát ở đây. Như vậy đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án D. Chúng mình sẽ cùng nhau trả lời nhé. Việt dán hình bình hành sau khi dán hình vuông nên loại đáp án A và B. Việt dán hình bình hành trước khi dán hình tam giác nên loại đáp án C. Vậy đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án D. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đi trả lời xong bài số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 2. Quan sát hình sau hãy chỉ ra A. Hai đoạn thẳng song song với nhau. B. Hai đoạn thẳng vuông góc với nhau. Vậy, để kiểm tra hai đoạn thẳng song song với nhau và hai đoạn thẳng vuông góc với nhau thì chúng mình sẽ phải nhớ cho cô xem thế nào là hai đoạn thẳng song song và thế nào là hai đoạn thẳng vuông góc. À, hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không có điểm chung. Hai đoạn thẳng vuông góc là hai đoạn thẳng tạo với nhau một góc là góc vuông hay là một góc 90 độ. Như vậy, với bài số 2, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình ở đây và sử dụng thước Eke. Từ đó sẽ dễ dàng kiểm tra được xem đâu là hai đoạn thẳng song song và đâu là hai đoạn thẳng vuông góc với nhau. Như vậy, chúng mình quan sát ta thấy rằng đoạn thẳng EG và đoạn thẳng HK song song với nhau, đúng không nhỉ? Tiếp theo, hai đoạn thẳng vuông góc. Ta quan sát ta thấy rằng đoạn thẳng AB vuông góc với đoạn thẳng BC. Bởi vì ta kiểm tra bằng thước Eke, ta thấy rằng chúng tạo thành một góc là 90 độ. Như vậy, hai đường đoạn thẳng này vuông góc với nhau. Từ đó, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời nhé.
Quan sát hình sau tôi thấy rằng hai đoạn thẳng song song với nhau là đoạn thẳng EG song song với đoạn thẳng HK. Hai đoạn thẳng vuông góc với nhau là đoạn EG vuông góc với GH và AB vuông góc với BC. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 3, trang 111. A. Vẽ đường thẳng AB và điểm H không nằm trên đường thẳng AB theo mẫu. Ở đây người ta cho con một đoạn đường thẳng AB và một điểm H không nằm trên đường thẳng AB và yêu cầu con vẽ vào vở. Ý B, vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đoạn đường thẳng AB. C, vẽ đường thẳng EG đi qua điểm H và song song với đường thẳng AB. Với bài tập này thì chúng mình sẽ phải nhớ cho cô xem thế nào là hai đường thẳng vuông góc và thế nào là hai đường thẳng song song. Từ đó ta sẽ dễ dàng vẽ được đáp ý B và ý C. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ ý A vào vở cho cô nhé. Ta vẽ một đường thẳng AB và một điểm H nằm ngoài đường thẳng AB. Ý B, ta vẽ một đường thẳng CD đi qua H và vuông góc với đường thẳng AB. Như vậy ta sẽ vẽ vuông góc này và ta gọi đây là điểm C và điểm D. Tiếp theo ý C, người ta yêu cầu con vẽ một đoạn thẳng đường thẳng EG song song với đường thẳng AB và đi qua H. Như vậy ta sẽ vẽ một đường thẳng song song với AB này và ta đặt tên đường thẳng đó là đường thẳng EG. Đó là bài số 3 chúng ta đã cùng nhau hoàn thành rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 4. Lấy các que tính xếp thành hình bên, di chuyển hai que tính để được hai hình thoi. Vậy để di chuyển hai que tính mà được thành hai hình thoi thì chúng mình sẽ cùng nhau đi suy nghĩ và quan sát cho cô xem chúng ta sẽ di chuyển que tính nào nhỉ? À, bây giờ để làm được bài tập này thì các con sẽ cùng nhau xếp các que tính hoặc là bút để tạo thành một hình như là trong sách giáo khoa. Và chúng ta sẽ di chuyển hai que tính hoặc bút để được hai hình thoi. Và sau một thời gian chúng ta sẽ cùng nhau đi kiểm tra nhé. À, cô có một cách đó là cô sẽ di chuyển que tính này lên đây và que tính này sang đây. Từ đó cô sẽ được hai hình thoi, một hình thoi bé và một hình thoi to. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần hoạt động luyện tập trang 111. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập trang 111-112, bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con điền đúng, sai, thích hợp vào chỗ trống. Ở đây người ta cho con một hình, yêu cầu con quan sát các đáp án xem đáp án nào là đúng và sai. A. Đoạn thẳng MP song song với đoạn thẳng DC. B. Đoạn thẳng AP song song với đoạn thẳng DC. C. Đoạn thẳng MN vuông góc với đoạn thẳng MNP. D. Đoạn thẳng GH vuông góc với đoạn thẳng AB. Vậy với bài tập này thì chúng mình sẽ phải đi nhớ cho cô xem thế nào là hai đường thẳng vuông góc và thế nào là hai đường thẳng song song nhỉ? À, hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng tạo với nhau một góc vuông, còn hai đường thẳng song song với nhau là hai đường thẳng không có điểm chung. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau quan sát hình. Với ý A, đoạn thẳng MP song song với đoạn thẳng DC. Để kiểm tra ta sẽ dùng thước Eken, ta kiểm tra ta thấy rằng MB song song với DC. Như vậy đáp án này là đúng. B, đoạn thẳng AP song song với đoạn thẳng DC. Đoạn thẳng AP song song với DC đúng hay sai nhỉ? À, rất là đúng. Như vậy ta sẽ điền chữ D vào chỗ trống. C, đoạn thẳng MN vuông góc với đoạn thẳng NP. MN vuông góc với NP. Đúng hay sai nhỉ? Vậy để kiểm tra ta sẽ dùng thước Eke, ta thấy rằng đó khóc bằng 90 độ. Như vậy
đoạn thẳng MN không vuông góc với đoạn thẳng LB. Như vậy ta sẽ điền chữ S vào chỗ trống. D. Đoạn thẳng GH vuông góc với đoạn thẳng AB. Để kiểm tra ta cùng dùng thước Eke ra kiểm tra, ta thấy rằng đoạn thẳng GH vuông góc với đoạn thẳng AB. Như vậy đáp án này là đúng, ta sẽ điền chữ D vào chỗ trống. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 2. Hãy dự đoán xem hai đoạn thẳng song song trong hình dưới đây có cùng độ dài hay không. Hãy kiểm tra lại bằng cách sử dụng thước kẻ. Vậy, với bài tập này thì chúng mình sẽ cùng nhau quan sát và ước lượng xem hai đoạn thẳng có song song. Hai đoạn thẳng song song trong hình dưới đây có cùng độ dài hay không nhé. Với hình ảnh này thì chúng ta quan sát, ta có thể thấy rằng chúng bằng nhau đúng không nhỉ? Nhưng mà khi mà chúng ta kiểm tra bằng thước thì cô không biết là chúng có bằng nhau hay không. Như vậy với hình ảnh này chính là một loại ảo ảnh thị giác. Khi mà chúng ta quan sát hình vẽ, cảm nhận ban đầu của chúng ta đó là đoạn thẳng phía trên dài hơn đoạn thẳng phía dưới đúng không nhỉ? Khi mà hai đầu đoạn thẳng đó gần với hai đoạn thẳng ở hai bên so với khoảng cách giữa hai đầu đoạn thẳng bên dưới với hai đoạn thẳng ở bên trên. Từ đó chúng ta sẽ đo xem dự đoán của chúng ta là đúng hay sai nhé. Sau khi cô đo bằng thước thì cô thấy rằng hai đoạn thẳng song song trong hình trên có cùng độ dài. Như vậy, chúng ta quan sát ở đây, chúng ta thấy rằng đây là một loại ảo ảnh, đây là ảo ảnh côn dâu. Đã đánh lừa thị giác của chúng ta, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 3, trang 112. Vẽ một hình hành trên giấy kẻ ô vuông như hình dưới đây. Sau đó thì ta vẽ một đường thẳng chia hình bình hành đó thành hai phần để cắt và ghép thành một hình chữ nhật. Với bài tập này thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào? À, với bài tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi củng cố lại kỹ năng tạo lập hình gắn với một số hình phần đã học. Như vậy, chúng ta sẽ vẽ một hình bình hành trên giấy kẻ ô vuông và trong vở cho cô, rồi vẽ một đường thẳng chia hình bình hành đó thành hai phần để cắt và ghép thành một hình chữ nhật. Như vậy, cô sẽ cắt như sau. Cô sẽ cắt thành hai đầu như tương tự như nhau ở đây. Từ đó thì cô sẽ làm xuất hiện được một hình chữ nhật đúng không nhỉ? Sau khi ta cắt ở đây, ta sẽ ghép tam giác này vào bên này. Thì từ đó ta sẽ được thành một hình chữ nhật đúng không nhỉ? Tiếp theo ta sẽ cùng nhau bước sang bài số 4. Lấy các que tính xếp thành hình dưới đây. Di chuyển ba que tính để được ba hình thoi. Như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi tưởng tượng xem và xếp các que tính như ở trong sách giáo khoa và trong vở. Và kiểm tra xem chúng ta có thể di chuyển được ba que tính nào để được ba hình thoi. À, chúng ta có thể ghép như sau. Ta sẽ di chuyển hai que tính như thế này. Và ta sẽ được ba hình thoi. Tiếp theo ta sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập trang 112, 113, bài số 1. Đồng hồ bên chỉ thời gian là 3 giờ. Lúc này thì kim giờ và kim phút của đồng hồ vuông góc với nhau. Hãy tìm một giờ khác mà kim giờ và kim phút của đồng hồ cũng vuông góc với nhau. Như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhớ lại xem thế nào là góc nhọn, thế nào là góc bẹt, thế nào là góc vuông. À, vậy chúng ta quan sát ta thấy rằng khi mà đồng hồ chỉ 3 giờ thì kim giờ và kim phút vuông góc với nhau. Bây giờ lại tìm một giờ khác mà kim giờ và kim phút cũng vuông góc với nhau. Thì chúng mình có thể quan sát ta thấy rằng lúc 9 giờ thì kim giờ và kim phút cũng vuông góc với nhau này. Đúng không nhỉ? Như vậy, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời nhé. Giờ khác mà kim giờ và kim phút của đồng hồ cũng vuông góc với nhau, đó là 6 giờ 15 phút, 9 giờ, 3 giờ 30 phút, vân vân. Tiếp theo, ta sẽ cùng nhau bước sang bài số 2.
Hai đường màu đỏ trong mẫu hình dưới đây có phải là hai đường thẳng song song hay không? Chúng ta cùng nhau quan sát hai hình ở đây. Và nhận biết cho cô xem hai hình này có phải là hai đường thẳng song song không? Khi mà cô quan sát, cô thấy rằng chúng có vẻ là giống như là hai đường cong đúng không nhỉ? Chúng có vẻ là không song song với nhau đâu. Nhưng mà chúng ta thử kiểm tra bằng thước. Sau khi kiểm tra bằng thước thì cô thấy rằng chúng song song với nhau. Như vậy, đây là hai loại hình ảo giác. Ảo giác thị giác hay chúng ta có tên gọi là ảo giác Hering. Khi mà quan sát hình vẽ thì cảm nhận ban đầu của chúng ta đó là hai đứa trẻ màu đỏ ở trong hình như là hai đường cong. Nhưng mà thực chất thì chúng lại là hai đường thẳng và hai đường thẳng này song song với nhau. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau trả lời nhé. Hai đường thẳng màu đỏ ở cả hai hình đều là hai đường thẳng song song. Tiếp theo ta sẽ cùng nhau bước sang bài số 3, chọn câu trả lời đúng, tìm hình thích hợp để đặt vào ô có dấu hỏi chấm. Ở đây người ta cho con một hình vuông chia thành 9 ô vuông nhỏ. Và có các hình ở trong đây. Và yêu cầu con tìm xem hình thích hợp để đặt vào ô dấu hỏi chấm là hình nào. Với bài tập này thì chúng ta thấy rằng chúng rất là giống một loại trò chơi Sudoku đúng không nhỉ? Các có bạn nào đã chơi Sudoku chưa? À, trò chơi này thì sẽ có mỗi dạng đầu và mỗi tư thế chỉ xuất hiện đúng một lần ở mỗi hàng và trên mỗi cột. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Ta thấy rằng hàng thứ ba còn thiếu một nhân vật có dạng đầu đầu dạng hình thoi và tư thế giơ hai tay lên cao. Đúng không nhỉ? Như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát xem đáp án nào phù hợp với yêu cầu của chúng ta. À, ta thấy rằng đầu hình thoi này, hai tay thì có dạng giơ lên. Như vậy, đáp án của chúng ta chính là đáp án B. Vậy, ở mỗi hàng, đầu của mỗi người đều xuất hiện ba hình, hình tròn, hình thoi, hình bình hành. Ở hàng cuối cùng thì đã có hình bình hành và hình tròn. Do đó thì hình cần điền vào ô trống phải có chứa hình thoi. Đáp án B là đáp án duy nhất có đầu dạng hình thoi. Tiếp theo ta đã cùng nhau bước sang bài số 4, trang 113. A. Vẽ hình vuông A, B, C, D trên giấy kẻ ô vuông và vẽ đoạn thẳng AC theo mẫu. B. Cắt hình vuông ABCD thành hai phần theo đoạn thẳng AC và ghép hai phần đó thành hình bình hành hoặc hình tam giác. Với bài tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ hình, cắt ghép và tạo hình để gắn với hình phẳng chúng ta đã được học nhé. Với ý A, vẽ hình vuông ABCD trên giấy, kẻ ô vuông và vẽ đoạn thẳng AC theo mẫu, thì chúng mình sẽ cùng nhau vẽ hình vuông ABCD có cạnh là 6 ô vuông trên giấy kẻ ô vuông theo mẫu. Với ý B, chúng ta sẽ cùng nhau đi cắt hình vuông ABCD thành hai phần theo đoạn thẳng AC và ghép hai phần đó thành hình bình hành hoặc hình tam giác. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau nối điểm A với điểm C rồi cắt hình vuông ABCD thành hai phần theo đoạn thẳng AC rồi ghép hai phần đó thành một hình bình hành. Sau đó thì một hình tam giác, chúng ta có thể kiểm tra xem hình tam giác đó có thoát vuông hay không. Như vậy chúng ta sẽ tự thực hiện theo mẫu và trình bày ở trên lớp cho cô nhé. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.